Đầu tiên thì Steam Deck là gì và nó hoạt động như thế nào? Đối với các anh em game thủ hay chơi gaming console thì sẽ rất quen thuộc với PS4 hay là PS5 nè, Xbox One, Xbox Series và cả Nintendo Switch đúng không nào? Và Steam Deck cũng chính là một chiếc máy game cầm tay thuộc công ty Valve. Cụ thể hơn thì máy sẽ chơi được 99% những tựa game có mặt ở trên nền tảng phân phối game digital lớn nhất dành cho các game thủ PC chúng ta, chính là nền tảng Steam cũng trực thuộc công ty Valve luôn. Về cơ bản thì là vậy, thế nhưng mà về sâu xa hơn, Steam Deck cũng có thể đóng vai trò như một chiếc PC. Nghĩa là người dùng có thể hoàn toàn kết nối máy vào một chiếc màn hình hoặc là TV, kết nối thêm tay cầm hoặc là bộ combo chuột và bàn phím để thực hiện các tác vụ mà mình muốn. Thậm chí là cài đặt hệ điều hành Windows thay vì chạy hệ điều hành SteamOS và sử dụng các nền tảng khác ngoài Steam như là Epic Store hay là GOG chẳng hạn. Nghe sơ qua những gì mà Steam Deck mang đến cho người chơi thì mình biết là các bạn cũng sẽ tò mò về cấu hình của máy đúng không? Không lâu sau khi thông báo sự ra mắt của chiếc máy này, Valve đã cung cấp cho chúng ta thông số kỹ thuật của nó. Steam Deck chạy trên con chip AMD Zen 2 với 4x8 luồng, tốc độ xung nhịp từ 2.4 đến 3.5 GHz, GPU AMD RDNA 2 với 8 nhân, xung nhịp 1 đến 1.6 GHz. Chiếc máy này cũng được trang bị 16GB RAM. Ba lựa chọn dung lượng bộ nhớ trong lần lượt là 64GB, 256GB NVMe SSD và 512GB NVMe SSD. Đồng thời thì cả ba bản máy đều có hỗ trợ khe thẻ nhớ microSD tốc độ cao. Ngoài ra thì chúng ta cũng được cung cấp thêm các thông số như sau. Màn hình cảm ứng LCD với kích thước là 7 inch, độ phân giải là 1280x800 với tỷ lệ khung hình là 16:10, độ sáng 400 nit cùng với tốc độ làm tươi là 60Hz. Loa stereo, mic dual và cổng hỗ trợ jack tai nghe 3.5, bổ sung thêm cổng USB Type-C, tính năng kết nối Bluetooth và Wi-Fi. Cùng với đó là thời lượng pin lên đến 6 đến 8 giờ chơi tùy vào từng game. Liệt kê xong tổng thông số của máy mà mình cũng phải choáng váng luôn, nghe đao to búa lớn như vậy, thế nhưng mà rốt cuộc Steam Deck có hiệu năng như thế nào? Valve đã tuyên bố rằng mục tiêu của máy là 30 khung hình ở trên 1 giây. Mức khung hình này thì mình đánh giá nó khá cơ bản cho một chiếc máy game bình thường, đặc biệt là đối với máy game handheld. Trước đó cũng đã có kha khá các reviewer nước ngoài được trên tay trải nghiệm qua Steam Deck rồi, và sau đây chính là những đánh giá, nhận định của họ. Đối với tựa game Shadow of Tomb Raider, Steam Deck hoàn toàn có thể đạt mốc 60 FPS với mức cài đặt game cơ bản. Còn mức cài đặt nâng cao hơn thì máy sẽ đáp ứng được tốc độ khung hình 30 FPS. Tựa game Doom cũng cho ra 46 FPS ở mức cài đặt cơ bản, còn mức cài đặt trung bình sẽ là 60 FPS. Về phần Cyberpunk 2077, khi để mức cài đặt cao nhất, Steam Deck sẽ chạy được mức khung hình dao động từ 20 cho đến 30 FPS. Theo mình thấy thì đây là những con số có thể chấp nhận được, vì dù gì đi nữa, Steam Deck vẫn chỉ là một chiếc máy game cầm tay thôi và nó có quá nhiều thứ bị giới hạn lại. Vậy nên nếu các bạn muốn tựa game được thể hiện mượt mà ở trên chiếc máy này thì cứ chỉnh setting game ở mức trung bình hoặc là cơ bản là đã ok rồi. Một điểm thú vị nữa đó chính là Steam Deck hoàn toàn hỗ trợ công nghệ Ray Tracing và VRS, giúp cho hình ảnh ở trong game được chi tiết hơn và ánh sáng, hiệu ứng độ bóng cũng chân thật hơn. Ngày nay thì đa phần các studio phát triển game, đặc biệt là những studio làm game AAA đều áp dụng những công nghệ này để hình ảnh trong game của họ xứng đáng với kỳ vọng của người chơi nhất. Vậy nên việc Steam Deck có hỗ trợ cả hai công nghệ trên là một điều bắt buộc để nó có thể cạnh tranh lại những chiếc máy game khác ở trên thị trường. Thông tin cuối cùng mà các bạn cần lưu ý đó chính là ngày ra mắt cũng như là giá bán ra của chiếc máy này. Steam Deck sẽ chính thức phát hành ở trên toàn cầu vào ngày 25 tháng 2 năm nay với mức giá như sau: $399 cho phiên bản 64GB, sản phẩm sẽ được tặng kèm case bảo vệ; $529 cho phiên bản 256GB, sản phẩm này sẽ được tặng kèm case bảo vệ và gói giao diện profile độc quyền ở trên Steam; $649 cho phiên bản 512GB với rất là nhiều quà tặng kèm như là case bảo vệ độc quyền nè, màn hình chống lóa cao cấp, gói profile Steam Community độc quyền và bộ Virtual Keyboard cũng độc quyền nốt. Trên lý thuyết thì là như vậy, thế nhưng sự thật thì luôn xấu xí. Mình không thể đảm bảo số lượng máy ban đầu phát hành sẽ đáp ứng được hết tất cả các nhu cầu ở trên thế giới, và thực chất thì Valve họ cũng không thể đảm bảo được với bạn điều này. Thứ hai, đó chính là giá cả của máy. Đợt hàng đầu tiên mình cho rằng giá thành nó sẽ bị đội lên rất là nhiều vì những yếu tố như là thuế nè, vận chuyển hay là tình hình dịch bệnh nữa, vân vân. Vậy nên là những con số bên trên nó chỉ mang tính chất tham khảo là chính các bạn nha.
Tuy nhiên, mức giá sẽ luôn biến động. Nếu bạn thực sự yêu thích Steam Deck và có khát khao muốn sở hữu cho bản thân một chiếc máy game handheld để có thể chiến game trên PC mọi lúc mọi nơi như mình đây, thì chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi thêm một chút đến khi nào giá thành hợp lý hơn.